Không, tôi nó để rồi nó bình thường nó hát to mà. Không. anh Chu Biên à, mình gọi anh ấy là anh Chu Biên. Anh Chu Biên anh bảo là mình tả đúng thái độ của anh Chu Biên nhá. Đây cái mặt anh Vinh như này. À, bạn Hoa Vinh ấy. Bạn ấy có dùng qua auto tune. À, và cái phần mềm này là nó chỉnh là chống phô giọng. Đồ mẹ. Vậy cái trưởng autotune chống vô giọng không ạ? Xin lỗi mọi người, autotune ấy nếu mà chỉ cần phô một tí ấy, là nó méo liền à. Phóng viên Chu Biên. Thế mọi người nhớ anh tên là Chu Biên. Chú lại không phải Chu Biên. Họ có tên của anh tên là Phạm Hoàng Chu Biên. Một cái tên rất là showbiz. Ừ, autotune phô nhiều. Giang Ly, được. Đã không biết gì là còn hóng hớt. Cái gì mà autotune là chống phô giọng. Sợ ông thật. Một người ra đi mãi mãi sẽ không quay về đây. Hello Phi Long. Ít ở chán vậy. À không, tại vì mình thực ra mình ngày xưa mình cũng có yêu thích anh Chu Biên à quên anh Chu Biên. Nhưng mà mình chả làm cái gì cả, mình không có động chạm gì đến anh ấy. Tự nhiên anh ấy lại soi mói vào đời tư của mình là nói này nọ, mình không thích thôi. Mà cái tính mình khác ý là nách. Hôm trước trên đường mình đi diễn ở Hải Phòng có điện cho mình. Alo em à, Vinh à. Vâng ạ. À, anh Chu Biên đây. À, anh Chu Biên đây. À, vâng anh có tiếng không anh? Nói đi, nói. Anh nói một tràng. Anh nói xong chưa anh? Và nói xong rồi thì mình vẫn đi đấy thôi mà. Không là không. Ngách. Đéo có anh em gì ở đây cả. Một khi đã ghét. Ghét cái thái độ. Cho nên làm anh nó khó lắm. cái lúc mà đi nói xấu người ta, tại sao không nghĩ đi? À chắc không nghĩ có một ngày nó nổi tiếng như này đâu. À, cái lúc mà nói xấu người ta ấy, nó không nghĩ là sẽ có ngày gặp nhau đi. Bây giờ thì muộn rồi. Đã có chuyện gì xảy ra rồi anh? Quá muộn rồi anh Chu Biên ạ. À. Bây giờ là 3 giờ rồi. 3 giờ rồi. Anh nên đi anh Biên. Hỡi đâu mà lo lắng anh Biên. Mồm thì leo béo lắm anh Biên. Sân này thì là ôi hoa bình. Không phải, từ hôm ông ấy nói như thế mình rất là mất hình ảnh, mình mất hình ảnh về ông ấy, mình rất là bực mình cực kỳ luôn. Là cùng đồng nghiệp với nhau ấy, kỵ nhất là đi đem nhau ra để mà soi mói như thế, rất là bực mình. Bây giờ thử ai mà soi mói anh ấy như thế xem. Và những cái status của anh ý ấy, và những cái bài viết của anh ý, cái gì anh cũng nhét từ cái chữ hai cái chữ Hoa Vinh vào để làm gì mọi người tự hiểu đúng không? Và hôm đấy tôi cũng nói là đây lần đầu tiên cũng lần cuối cùng mà em nói anh, em nhắc nhở anh đừng bao giờ nhắc đến cái tên của em trên người ấy. À không, anh chỉ muốn giải thích thôi, anh giải thích cái thế này nó sẽ có mẹ anh đi. Đéo có giải thích ở đây cả, đừng bao giờ nhắc tên em ở trong này. Đã khác ý chứ đừng có chơi với nhau, đừng bao giờ nhắc tên nhau. Cứ bực mình, cứ phải nhắc tên mình vào trong đấy. Chào bạn Hoa Vinh. Chào mọi người.
Thực sự thì hôm nay anh cũng phải nói thẳng với em, cái này clip này là anh gửi thẳng cho em luôn, Hoa Vinh ạ. Tại vì thực ra hôm nay anh mới thấy những cái clip mà em live bingo hay là em nói chuyện với mọi người, em nhắc cái tên anh để làm gì? Nếu như em là một người đàn ông, một thằng đàn ông đúng chất nhá, thì khi anh em mình nói chuyện xong rồi thì là xong. Còn ở đây á, nếu như em nói em là tính bộ đội, anh đã gọi điện cho em nói chuyện thẳng với em rồi đúng không? Sự việc tất cả mọi thứ hai anh em mình cùng giải quyết xong rồi thì em đã nói ok anh xong, mà bây giờ em lên em ngồi em sướng mồm em nói làm gì? Nếu như em đã là đúng chất em lên em mỉa mai em nói mấy cái câu rất là khó nghe. Anh nói thật, anh là anh và anh cũng nói một câu với em như này: anh chưa từng là anh em với em, chưa bao giờ là anh em với em, ok? Còn cái việc á, em lên em ngồi em mỉa mai, sau đó em nói anh là lấy cái tên Hoa Vinh để anh nổi, để mọi người chú ý tên Hoa Vinh của em à. Anh nói em nghe như này này: anh nổi trước em và em á phải nhìn nhận lại vấn đề. Em ngồi em hát tất cả những ca khúc của các ca sĩ khác và có ca khúc của anh nữa. Ca khúc đó là ca khúc độc quyền của anh và ca khúc là anh mua, anh gì, anh đầu tư tất cả mọi thứ, và ca khúc đó là ca khúc giả vờ thôi, anh được không? Không phải vì nhờ em hát mà khán giả mới biết bài đó của anh, mà bài đó của anh khán giả họ đã biết trước khi mà em hát bài này của anh, đúng chưa? Thì em phải nhìn nhận lại em đang dựa vào gì, dựa vào tất cả những bài hát của các anh em ca sĩ khác và của anh nữa, đúng chưa? Thế em đừng ngồi đó mà em nghẹo ngạo quá em ạ. Nếu em đúng chất thằng đàn ông, anh em mình đã gì, anh đã gọi điện trực tiếp cho em nói vấn đề với em là gì. Nếu đã là anh em xong rồi, nói chuyện xong rồi thì ok, đừng bao giờ châm biếm nhau, đừng bao giờ nhắc đến đến anh nữa, em hiểu chưa? Còn cái này á, anh hiểu cái vấn đề là gì, em đang tận dụng cái vấn đề này để em càng lúc em càng được mọi người chú ý hơn à? Có đó không hay em ạ? Em hãy đúng thực lực của em hãy gì, hãy hát những cái bài hát của em cống hiến cho khán giả đi, họ sẽ yêu thương em, chấp nhận em. Còn không phải cái kiểu mà em lên em ngồi em châm biếm nhau như thế này, đấy không phải cách hay, đúng chưa? Nên hôm nay anh làm cái clip này á, anh cũng không cần phải phân tích với em về cái vấn đề cái chuyện em hát autotune hay là cái chuyện gì. Anh chỉ nói thẳng vấn đề với em là gì: nếu là thằng đàn ông đúng chất nói chuyện với nhau xong rồi thì thôi, đừng bao giờ em lên mạng em châm biếm nhau để làm gì. Anh bây giờ anh vẫn gọi em gì, cái tên Hoa Vinh, anh vẫn đàng hoàng anh gọi em bằng Hoa Vinh. Còn em lên trên mạng em gọi anh bằng Chu Bim hay Chu Bỉm gì đó, anh nghe anh cảm thấy rất là nhột em ạ. Nhưng mà thôi, anh gửi cái clip này cho em, anh nói rõ vấn đề. Nếu như em cảm thấy không hài lòng anh cái gì, có thể gọi điện trực tiếp với anh hoặc anh em mình gặp nhau nói chuyện. Đấy là thằng đàn ông em nhé.